Chào cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay trên kênh của Trúc Phương nha. Cả nhà ơi, Phương đang chuẩn bị buổi chiều hôm nay dẫn cả nhà đi ra ngoài ruộng chúng mình thăm dớn. Thì trước khi đi ra ruộng á, Phương cho cả nhà xem cái cây này Phương trồng hôm đó thế này, nó có trái rồi nè cả nhà. Còn ở đây nó chín nó màu đen luôn nè, nó còn sống thì nó màu xanh, còn sống màu xanh nè, nó chín nó màu đen đen vậy luôn á cả nhà. Đây chín màu đen luôn, nó nguyên đùm nó luôn, 3-4 trái luôn á. Mẹ để hơi để nó lấy nét, nó chưa kịp lấy nét hay sao á. Đây nè cả nhà, đây nè, con để tay dưới đây nè, nó dễ lấy nét, cả nhà dễ thấy hơn đó. Từ từ nha, đó cả nhà, đây là trái dâu tầm ăn nha cả nhà. Thường thì mình gọi đơn giản đó là trái dâu tầm, cái này thì mình ăn sống cũng được nè, mà mình ngâm rượu cũng được nữa. Cứ trái chín như thế này nè cả nhà hái, sau đó mình để vô trong một cái hũ thủy tinh á, một lớp trái này, sau đó một lớp đường, một lớp trái rồi tới một lớp đường, thì mình để như vậy á, tự động nó sẽ lên men tự nhiên, nó sẽ thành củ trái cây á cả nhà, nó sẽ có cái men tự nhiên luôn, nó là dạng như rượu nhẹ thôi cả nhà. Nhưng mà thường ấy thì Phương ăn không mà chưa có ngâm rượu bao giờ. Chín nhiều lắm cả nhà ơi. Cái này thì hồi đó Phương mua nhánh á, Phương mua nhánh về trồng. Cái nhánh này cũng rẻ nè, để Phương hái một lượng một rồi mời cả nhà nha. Hay định đi ra ruộng á mà để dẫn cả nhà ra đây mời cả nhà ăn trái này với Phương, nó ngọt lắm cả nhà. Kìa bên chỗ cây sung trái bự rồi. Dạng đi đâu chứ dạng, trời dạng đi ra lộ mày ơi. Cái này xong rồi. Kìa bên dưới cây sung kìa. Dạ. Dưới cây sung gốc dừa đó. Cây sung gốc dừa. Tao. Bên bển đó. Cây sung đó, con thấy cây sung trên bình con cao thuốc bên trên đó. Ê, mấy bên đây hai trái bự hoành cho bá nữa nè. Bên đào lá mía đó. Thấy à. Hấp chưa? Cái này ăn một hồi là đang thui miệng luôn, y như trái sắn vậy đó. Rồi nó chín nó bụng dữ lắm luôn ta. Sáu tám mười mười hai mua 4 trái luôn cả nhà xem nè, ngon không? Mời cả nhà cùng ăn dâu tầm với Phương nha. Đừng nhúc nhích. Dạ. Đừng nhúc nhích. Để cái cho này... đừng nhúc nhích cho nó gõ ăn chút thôi. Dạ. Cái này thì nó chín như thế này thì nó rất là ngọt. Còn cả nhà muốn ăn mà hơi chua chua, cả nhà thích chua thì mình sẽ hái cái trái nó còn hơi hồng hồng, nó hồng hồng á, nó chưa có chín mấy thì ăn nó sẽ có hậu hơi chua chua. Cái lúc đó thì mình ăn vô miệng mình thì sẽ đỏ bị đen hơn, còn cái nước này nó bị đen lắm rồi. Ăn một hồi tiếp nghiệm như trái sắn á, trái sắn mà lại à không, trái chăm bầu, à trái sắn cũng tím mà hơi thôi, trái chăm á, trái chăm thì đen hơn nữa cả nhà. Giờ mời cả nhà thưởng thức với Phương nha. Đây mẹ. Mẹ nè. Yeah.
Mời cả nhà nha cả nhà. Đây Phương cũng mời cả nhà nha. Ngọt quá cả nhà ơi. Cái này nó chua. Mẹ ăn mẹ. Không. Không. Ăn. Đấy. Ngon quá nha. Nè nè, trái này thử trái này thôi. Nè trái này ngon hơn đó nè. Trái này nó chua đó thầy nha. Sao? Ừ. Trái này lại có một khúc nó hơi hầm hầm. Trái này chín gục ghẹo luôn nè mẹ. Mẹ thử trái này ai thấy gục ghẹo luôn á. Thử rồi. Thấy không? Cả nhà ơi, cái miệng Phương bây giờ là đen luôn rồi đó. Cả nhà thấy đen không? Rồi. Mẹ. Không, mình ăn, mang cái này ngọt lắm luôn nè. Nó dính tay mình là đi ngưng á cái nhà. Thôi giờ đi với Phương nha. Đi đi ra ngoài đây, đi đường đây ngồi cả nhà thăm cái giớn Phương mới đặt. Phương đặt canh nước á. Đầu chảnh, canh ở trên chảnh, nước chảy về á. Ở đây Phương phè với cả nhà, Phương mới trồng mấy khúc mía nữa nè. Sao nó lên xương. Cái này sình hỏm á, bò bò hỏm cái xe cút với cả nhà. Cút cái bụi lục bình ở đây nè. Ở đây hồi đó có bụi lục bình cả nhà nhớ không? Mình hay câu cá ở đây nè, xong rồi xe cút ra để cho nó đừng có sống nữa. Thôi là chuột nó vô trong chõng, nó trú ngụ ở chõng cái nó xuống dưới lúa này nè, nó cắn lúa cả nhà. Nên là phải cút nó đi, phá nó đi. Xong rồi cái Phương thấy vậy á, Phương mới nhờ múc mấy gạo đất thảy lên đây cho giùm Phương á, để Phương trồng mấy cái khúc mía này nè. Với lại là mình có thêm đất nữa, Phương đẩy đắp mấy cái gốc cây nhà mình luôn. Mình cắm mấy khúc mía cho nó lên rồi nè cả nhà. Nó lên mấy cái ngọn như vậy nè. Nè. Nhẹ không? Đó. Này là mía thâm diệu. Mía hanh diệu. Nó thấy nhiều. Đó, xong rồi cái Phương ẩm Phương đào được mấy cục về nhà, đắp được mấy bầu của mấy cây rồi. Ít hôm nữa mình sẽ đào thêm nữa, mình đắp nữa. Ôi cái gì ở đây vậy? Mẹ ơi cái gì ở đây vậy mẹ? Hang con gì? Giới hay con gì? Đâu? Nó móng hói luôn nè, con rắn cái gì á. Nè cả nhà ơi. Đi nè. Con gì nó dụi lên cho nó. Nó dụi nó chuồn đi nè. Không lẽ con rắn. Ai biết con gì đâu, dít cục đất ra đó coi. Bên đây nhưng hang nè. Mà... Nè nè nè, bên đây hang nè. Nhưng mà sao con rắn này nó không thông minh, nó ngu quá vậy. Một cục đất mình mới biết mình mới đắp lên mà. Nó dụi mà, đâu phải con rắn đâu. Rắn sao nó dụi được. Rắn trùng. Hả? Rắn trùng. Rồi, con rắn trùng nó vẫn dùi nha cả nhà. Đúng rồi, rắn trùng á. Dích nó ra thử coi. Để mình dích thử đây cả nhà coi con gì nha cả nhà. Không biết con gì. Ô. Trắng về đây trắng ơi. Kêu trắng diện binh cả nhà ơi. Mình sẽ theo cái dấu này đi tới luôn nha cả nhà. Mẹ quan sát nha mẹ, cả nhà quan sát tiếp Phương nha cả nhà. Ôi qua đây. Ai nhớ coi.
chung nó dùi hả? Cán chung nó dùi hả mẹ? Ừ. Đúng rồi. Ông anh trên nào xuống rồi? Chưa con đi theo cái đường. Để không khéo là bị mắc dấu đó. Cuộc tạm lại cho nó gọn để cái nhà dễ quan sát. Tí xíu nữa Phương tháo ra. Trắng ơi, trời đi chơi bả nó cả nhà. Nội bên bển nè, mẹ bển này con dít vô bên đây. Hay phải không? Ừ, đúng rồi. Ê da cứng quá cả nhà ơi, nó khắc luôn. Nó ngược trái qua bên kia, lăn. Vậy con gít gít bắt không cầu luôn, nó đi xuống dưới nữa rồi. Giấu ở đây nữa hay vậy ta? Ôi đây nè, bên đây nè mẹ ơi. Tao nè cả nhà ơi, coi nè cả nhà, nè ừ thấy không? Đúng rồi. Ơi nó vụ vô trong rồi. Vô trong bơi nha. Ở trong tuốt trong. Con quẩy đầu bự ra chừa cái miệng hang đó lại đi. Chưa. Đâu rồi? Kìa. Bên đây hả? Ừ, đi ngay vô đây nè, trong đó ngay vô đó đó. Con ngồi mép bên đó con dít cục đất khô đâu kia ra trước. Không có thấy. Nó nghịch tay con. Con nãy y vậy như cục đất bự nãy vậy đó. Ừ, con nãy cùng đất khô kia ra trước rồi mới tới cái đường ướt sao được. Này hả? Ừ. Nãy xuống mé dưới á. Cảm ơn bao. Y như nãy vậy đó. Rồi mé mương bên kia. Rồi nãy cũng dưới đó. Cũng hay khó cả nhà. Đâu rồi? Con đào cục đất bự đó văng đi gọn hơi tới cái bàn lọng này ra hả? Trời ơi, giống nguyên cái bao luôn nha nhà. Cái bao này chắc là bao đựng lúa. Ủa? Chắc đâu nó gì trời. Đó cục dưới giò con đào văng xuống rồi con mới đào cục ở trong đó được. Ừ, đào dít dít xuống dưới mé bên kia, đúng rồi. Đó, từ từ, hết trơn đường khô là dài là cái dọn luôn rồi. Con lăn cái cục này ra cái à. Chút nữa thấy à, lật cái cục bự cho nó ấy rồi đó đó, cái miệng hang còn do ngoài đây luôn nè. Rồi con nãy cục bự ra đây đó rồi. Thế hả? Ờ, trắng ngoài đây nữa, thắng dài vô. Sao cái này ấm gì vậy? Ai chả
trời nó đi xuống dưới mà mẹ kêu con đào quanh cục bự này ra. Ừ thì hồi đó nó đi thẳng xuống dưới đất nó dư á. Trời ơi, thì con đòi đi theo cái miệng hang mẹ không chịu, nghĩa là banh cái cục bự ra đi nè, đi theo miệng hang này không chịu đi đâu. Kìa ơi, kìa kìa, níu níu nữa. Trời ơi. Ê, dạ nó rút cả nhà ơi. Ê cả nhà, cả nhà ơi, vương tóm được cái đuôi nữa rồi cả nhà. Yeah, yeah. Trắng, tiếp ba trắng. Dính không? Yeah. Con lươn cả nhà ơi. Ừ, thích đâu cũng gắn ai rồi đâu cũng luôn. Con lưng vàng nha. Ai. Còn con nào nữa không trời? À, cái hang nó còn vô, đến đâu cũng gắn chứ. Lương, vậy là lúc mà móc cục đất này ở dưới mương này lên á là vô tình móc ngay ổ của nó luôn, rồi móc nó lên luôn cả nhà. Để nó lên đây luôn á. À, cái hang còn vô, nó còn cái đường nữa đó. Ôi ơi, vừa mới đến đây thăm dớn cả nhà thì đã được một con lươn vàng rồi. Chiều nay mình có món canh chua lươn nha cả nhà. Chắc có một con thôi hả mẹ? Coi thử coi, cái đấy đó thích chưa? Đây nè cả nhà, coi cái dấu của nó trường đây nè cả nhà. Ôi, còn mới tinh luôn, ướt dẹp luôn thôi cả nhà thấy không? Ừ. Dấu đó, nó trong trọng. Để phân tao thử coi. Trời ơi, hồi nãy á Phương tính là đào theo dấu của nó. Cái mẹ Phương kêu Phương á lấy cục đất bên này, lấy cục đất bên này, cuối cùng lấy hoài lấy quỷ không ra được. Hồi mới thấy là cái dấu của nó đi ngược xuống dưới cả nhà. Chút nữa là tiêu luôn rồi, cái chuyện trăng trấu đường đó nó đứt ra rồi kìa nha. Nó đứt con lỗ kẹt, nó rút một cái một. Dít cái dít trong cái cục mềm đó coi coi còn nữa không. Cục mềm này hả? Ừ. Không thấy dấu. Theo cái dấu đó. Không thấy. Có cục bự bên kia coi. Có con trùng. Hả? Có con trùng đó nhà ơi. Trùng câu cá. Trùng tá nay cắm cái cần câu được à. Ôi nãy kêu bắt con gích nhạy lắm. Gích gích ra chỗ khô đó, tôi coi còn con nào đó không. Ê, con mẹ ơi. Đâu? Đây nè. Đây nè. Ơi, cái đuôi. Chết cái đuôi. Chết. Thấy rồi đào. Đào chặn đầu nó. Được. Ê. Đào chặn đầu mạnh, nảy mạnh lên. Sợ nó đứt. Con sợ nó đứt. Đứt cái gì? Đâu rồi? Đây nè. Đây nè cả nhà ơi. À, đây một con nữa. Hai con cả nhà ơi. Đây thêm con nữa cả nhà. Đây con này nhỏ. Con này là con này nhỏ con. Hồi nữa mình thả nó nghe nha. Bỏ vô khôn đi, hồi tặng mình coi thành quả. Coi coi đứa coi. Hai con cả nhà. Qua cùng bươi kia đứa coi. Con qua mép bên kia. Mép bên kia con đào y như mẹ dạy nãy vậy đó. Từ từ nó vô như vậy đó là mình mới thấy nó được. Tại mấy đây nè, mấy mình đây dài vô chỗ dư đó. Ừ đúng rồi. Nó nghịch tay con. Hả? Nó nghịch tay con là không được. Đó thì con nại xui vậy đó. Rồi mấy em nó bắn qua bên kia không được. Dạ. Yeah.
em đó không bắn qua lại khu qua đây cũng được. Bên đây hả? Bên đây nè, nãy xuôi bên đây xuôi tay. Đúng rồi, bên này mới xuôi. Ừ thì đứng đó đi, đứng đó nãy xuôi qua. Phương hôm nay phá tan cục đất này luôn đấy. Cứng vậy. Chung. Trời ơi trời. Mẹ vô công cầu luôn. Đâu rồi, bắt nó, bắt nó. Nè, mẹ bới bới vô. Con chung. Tao đi banh cục nó ra coi. Trắng luôn mày hết hồn á. Trắng gấu vàng xù. Nô. Nô đâu, nô vô cổng rồi. Nô mới lội ruộng chùm chùm mất tiêu rồi. Chắc hết rồi cả nhà ơi. Chưa tan cục đó mà. Rồi hết trơn. Hết trơn rồi, được có hai con à. Có hai con rồi cái gì ơi. Đây. Con gì? Em chè. Nhớ một con nguyên con. Hai em nha cả nhà. Có hù luôn rồi cả nhà ơi. Thôi để Phương vô, Phương có con lươn này rồi. Để Phương vô Phương nấu canh chua cũng được rồi. Ngày mai hái đi thăm vớn nha cả nhà. Giờ thì cũng xin phép cả nhà dừng video đây luôn. Phương vô Phương chuẩn bị cơm nha. Cả nhà xem đến đây cho Phương xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Phương nha cả nhà. Hôm nay có thêm một con lươn vàng gọi đến cả nhà. Dễ Phương sẽ thả nó lại nha cả nhà. Mình thả nó mưa luôn nha. Đi đi. Bye bye. Xong. Dạ thì Phương xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.